có biết lúc đó tôi sợ lắm không? Em kìa, thôi mà, thôi. Tôi cứ sợ là mình chết, bỏ tôi một mình, tôi sẽ sống như thế nào đây? Thôi, anh không có bỏ em đâu. Sắc mặt của ba mệt lắm á, ba thấy trong người sao rồi ba? Không có gì đâu, ba hơi đói bụng chút thôi. Đã nói hoài à, cái tuổi này rồi đừng có ráng nữa. Đêm nào cũng đi làm tới tờ mờ sáng mới về, sức đâu mà chịu nổi. Biết rồi. Thôi đi vô đi, kiếm cái gì ăn rồi nghỉ ngơi nghe không? Ta đây không phụ bác luôn. Ba, ba sao vậy ba? Ba sao vậy ba? Trời ơi. Ba có sao không? Trời. Sao rồi chị? Dạ mẹ. Trời. Ba sao vậy ba? Ôi trời ơi, mình ơi, mình ơi, mình. Ôi trời ơi. Nói nghe nè. Cái gì? Tôi thấy ông mệt á, ngã cái ghế ra, nhắm mắt ngủ một xí đi, tôi coi cho. Không sao đâu, anh ngồi đen hơi cái là bình thường trở lại à. Em đi về đi ngủ sớm, mai còn phải bán hàng nữa, đúng không? Nữa cứ kỳ cục không, ở đây không có sao. Đã nói không có về mà nó hoài à, mệt quá. Trời ơi, ngồi đó là hơi đau lưng nè. Ghê. Giờ tính tôi xầm đi. Đứa nào thua đứa đó về. Bây giờ hứa chắc phải không? Nè, xỉm tụi xăm rồi. Đứa nào mà thắng thì ở lại, đứa nào thua đi về nghe. Đúng vậy luôn. Đồng ý chưa? Đồng ý luôn. Vậy thì được. Chơi nè, đợi anh xíu. Chuẩn bị. Một. Hai. Ông ra gì à? Cái giếng à. Cái giếng thì cái búa rớt vô trong cái giếng mất tiêu. Anh thắng, em đi về. Phan ông nghe. Cái gì? Ông anh gian vừa phải thôi nghe. Cái giếng với lại cái đinh này nè là bỏ lâu lắm rồi. Đồng canh đồng thủ hả? Kỳ phùng địch thủ. Tới sáng. Trời ơi, không lẽ ngồi đây. Thôi anh năn nỉ đi về đi. Tiếp tục. Hả? Tiếp tục. Tiếp. Bắn. Ôi mệt quá. Sao mẹ không vô thăm ba? Thăm làm gì? Có bệnh hoạn gì đâu mà thăm. Mẹ này. Ba. Miếng này ngon nè ba. Được rồi. Đang bệnh mà ăn ba cái đồ khó tiêu này là làm sao mà hết bệnh được. Nói nghe nè. Tao ăn cháo đi không chịu đi, tao nấu cho cái cải không à. Đất cười, ăn cháo hoài ngán muốn chết luôn à. Mà cháo thì làm sao mà ngon bằng bò nhúng giấm em. Mẹ, ba đang bệnh mày đừng có la ba nữa. Con nữa. Đi mua một đống thịt bò về làm gì? Ông bệnh nó kệ ổng đi. Được rồi bà mẹ. Chỉ là ba đang bị suy nhược thôi. Nghỉ ngơi vài ngày. Bác sĩ nói là ăn nhiều chất dinh dưỡng vào sẽ sớm khỏe lại thôi mà. Vậy hả? Bác sĩ nói vậy hả? Ừ vậy thôi ăn đi nè. Em nè. Ở đây đưa anh bóp cho. Ông không lo cho cái bản thân mình đi. Đàn ông đàn an gì mà yếu xìu vậy đó. Đụng cái là xỉu, đụng cái là xỉu. Ông có biết bữa đó đó ông xỉu á, mà tôi muốn xỉu theo ông luôn á. Biết rồi, không sao đâu mà. Nhưng mà nếu như á, mà anh có xỉu mà anh đi luôn đó thì cũng tốt cho em. Biết đâu nhờ đó mà em tìm được một người chồng khác, đúng không? Biết quan tâm chăm sóc sẽ không làm cho em phải suy nghĩ lo lắng nhiều. Một người giỏi giang hơn anh, đúng không? Anh giỡn nha, anh giỡn. Em bữa đó sao không xỉu luôn đi?
tỉnh lại làm gì? Xỉu đi để tôi có cơ hội tôi tìm cái người đàn ông á quan tâm tôi nhiều chút, không có vô tâm với tôi. Cái người đàn ông giỏi giang để mà tôi đỡ cực khổ, tôi sung sướng. Em nè, anh giỡn mà. Em nè, anh giỡn mà. Em, trời ơi, anh giỡn mà. Trời ơi, đất ơi, gì vậy? Đây, đã nói đi về ngủ đi mà cứ cãi không à. Rồi nghỉ luôn cái chỗ mà giữ xe đi, có bao nhiêu tiền đâu mà cứ sáng rồi tối vậy, rồi sức nào mà chịu cho nổi. Anh nói không có sao mà. Không có sao gì. Nè, bệnh một lần thôi ha, là cái tiền lương không có gom lại đủ để mua thuốc đâu. Ơi, anh tự lượng sức mình được. Anh chỉ muốn anh tự đi làm kiếm tiền thôi. Ông đó nha, sống với nhau tới từng tuổi này rồi mà bây giờ còn nghĩ tới cái chuyện tiền anh tiền em hả? Em ngủ chưa? Anh xin lỗi chuyện hồi nãy nha. Anh chỉ muốn giỡn, muốn chọc mình chút xíu thôi, chứ anh không có ý gì đâu. Anh xin lỗi nha. Ông có bị điên không mà ông giỡn cái kiểu đó hả? Ông chết rồi á, tôi sống với ai? Ông phải biết là chỉ có một mình ông là cái người mà có thể chịu đựng được cái tính khí của tôi thôi. Ông chết rồi á thì giờ tôi sống với ai bây giờ? Anh xin lỗi mà, anh chỉ có ý giỡn vậy thôi, anh không có ý gì hết. Thôi đừng bận tâm chuyện này nữa, đừng bận tâm nghe nha. Mai mốt á, đừng có giỡn cái kiểu vậy hay ho gì mà giỡn. Rồi, anh hứa anh sẽ không giỡn vậy nữa đâu. Anh không giỡn nữa, thôi bỏ qua nghe, bỏ qua nghe. Mình có biết lúc đó tôi sợ lắm không? Em kìa, thôi mà, thôi. Tôi cứ sợ là mình chết, bỏ tôi một mình. Tôi sẽ sống như thế nào đây? Thôi, anh không có bỏ em đâu. Anh hứa anh không bao giờ anh bỏ em. Thôi mà, anh giỡn, anh xin lỗi. Anh bậy rồi, anh sai. Anh hứa anh không có bỏ em, anh hứa mà. Giấc mơ của mẹ phát sóng độc quyền trên Vion.